Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với chương trình UMC Podcast. Và chương trình như thường lệ sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối thứ 2, 4, 6 trên fanpage, YouTube và website Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhà báo y tế có thể ví như là một ngòi bút cứu người. Qua ngòi bút và trái tim đầy tâm huyết của người nhà báo, đặc biệt là nhà báo trong lĩnh vực y tế, thì nhiều cuộc đời đã được hồi sinh. Và điều gì đã khiến các nhà báo có thể vượt qua được những gian nan, vất vả của nghề? Thì hãy cùng Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết Nhà báo y tế ngòi bút cứu người được đăng tải trên Công an Online. Điều gì đã khiến các nhà báo có thể vượt qua được những gian nan, vất vả của nghề? Thiết nghĩ đó là sức khỏe của người dân, sự tin yêu của đội ngũ y bác sĩ, những ghi nhận của toàn xã hội. Tuy vậy thì dưới góc nhìn của người làm truyền thông trong lĩnh vực y tế, được đồng hành với các nhà báo trong nhiều năm, tôi lại cảm nhận họ rất ít nói về bản thân mình, chỉ biết cống hiến thầm lặng, bền bỉ vì sự nghiệp ngòi bút cứu người. Bài viết của Thạc sĩ Đỗ Thị Nam Phương, trưởng Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sát cánh cùng người dân, nâng cao nhận thức, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vào thăm hỏi cụ bà 70 tuổi trước khi xuất viện, nụ cười tươi trên khuôn mặt phúc hậu của cụ làm ấm lòng nhân viên y tế chúng tôi. Cách đây một tuần, cụ nhập viện với một vết xước ở bàn chân. Tuy nhiên thì với tiền căn bệnh lý đái tháo đường nên cụ được người nhà đưa vào nhập viện ngay và chăm sóc vết thương kịp thời. Chia sẻ với chúng tôi, con trai của cụ tâm sự, nhờ kịp thời đọc các bài cảnh báo về bệnh lý đái tháo đường cùng những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là loét bàn chân do đái tháo đường có thể dẫn đến đoạn chi, thì tôi có thêm kiến thức về bệnh nên đưa mẹ vào bệnh viện ngay sau khi bàn chân bị dẫm phải gai, tránh để vết thương nhiễm trùng lan rộng. Và những thông tin sức khỏe trên báo đài thật sự hữu ích, giúp tôi có thể chủ động bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Và để có thể truyền tải những kiến thức y khoa chính xác, nhanh chóng, kịp thời, đòi hỏi người nhà báo phải nhạy bén, thấu hiểu trong việc nắm bắt nhu cầu thông tin của người dân, thời sự y tế, trào lưu sức khỏe nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội. Và song song đó là sự kết hợp chặt chẽ cùng với các thầy thuốc, chuyên gia trong lĩnh vực y tế để có thể tiếp cận nguồn thông tin chính thống, xác thực. Nhà báo y tế chính là cầu nối quan trọng giúp thầy thuốc và cộng đồng gắn kết với nhau, giúp người dân nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Có thể ví như nhà báo là sứ giả mang đến niềm tin và hy vọng cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt khổ của người mẹ, chàng trai mang dị dạng mạch máu hiếm gặp. Chị chia sẻ cùng với các nhà báo y tế trong buổi gặp mặt báo chí tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cách đây một năm trước. Các bác sĩ bảo bệnh con trai tôi rất nặng, khối u lớn ở mông lở loét ra. Khi con tôi bị bệnh hiếm gặp dị dạng động tĩnh mạch, nếu mà không được điều trị thì có thể bị liệt và nằm một chỗ suốt đời. Tôi gần như ngã quỵ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cảm thông với nỗi đau tận cùng của người bệnh, những ngòi bút đồng cảm đã lan tỏa thông tin. Ngay sau đó, các mạnh thường quân đã chung tay cùng với bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị cho em. Đến nay, bệnh tình của em đã bình phục 90% và em có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Tâm sự với chúng tôi vẫn là những giọt nước mắt, nhưng lại là sự chan chứa niềm hạnh phúc, sự biết ơn và hy vọng. Em không thể bình phục như ngày hôm nay nếu không có sự tận tâm của các y bác sĩ bệnh viện, sự hỗ trợ tận tình của các nhà báo y tế và tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Em đã có thể đi học lại, có thể kiếm tiền phụ giúp cha mẹ rồi. Và ước mơ tưởng chừng thật đơn giản, nhưng đối với em, đó là phép màu trong chuyện cổ tích mà những người bác sĩ, nhà hảo tâm và những nhà báo y tế, sứ giả của niềm tin và hy vọng đã mang đến cho em. Dạ vâng, thưa quý vị, viết về y tế đòi hỏi người nhà báo phải có sự dấn thân không mệt mỏi. Có những đêm thức trắng cùng với các y bác sĩ cấp cứu người bệnh bị tai nạn, bất chấp nguy hiểm để tìm ra sự thật hay là cảnh báo những mối nguy hại cho sức khỏe người dân. Hay những đêm 30, khi mà mọi người nhà nhà cùng nhau
quây quần đón giao thừa, thì các nhà báo y tế sẽ cùng các bác sĩ trực trong bệnh viện để có bài viết đầy thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của nhân viên y tế. Chắc chắn chỉ có trái tim yêu nghề, yêu người mới có thể giúp các nhà báo vượt qua mọi gian khó vì sứ mệnh cao quý, ngồi bút cứu người. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.